geht. Check.
Yeah.
Thank you.
Sí, man. Cái này có phải rửa không? Quá, thế thì rửa. Thế bị ấy ra hả cháu? Cái chặt nhỏ này à? Ba cái bể trả cái mà. À, đọc uống nước á.
à? Đấy. Này. Nó to tướng này. Đây là bốn la. Thank you.
lên lùi ra với nhá. Thank you.
ở nhà người ta thế này. Bài. Lấy người đó lấy xà lách.
Vậy nhiều hồ thế. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
ít nhà ngày trước cũng nhiều. Tiền không?
vào đâu trong vườn thì vào gặp em nhỏ ấy. Đi. Ba bố cho phải đi con nhá. Đấy là nó luôn không đấy. Thank you.
Thank you.
Nhiều thức ăn thì kiểu rau cứ nhiều thức ăn thì... Ừ.
để sắm to tiếng núi đây đây, đây đây. Mấy cắn đâu. Ừ, tốt. Ông đi vắng. Thank you.
Nhớ dân tộc. Thank you.
này kiểu gì súp lơ đấy. Cái này ngon hơn lắm. Ăn ngon, ngon hơn súp lơ kia. Ôi giời ơi, ai đi người ta chả bao giờ tâm hôn bây giờ. Thôi già đùn thì chả. Thôi mỗi bà bình người chúng là bán bằng tiền giờ cháu 15 nghìn một cái bà. Chẳng được cái gì. Ôi hôm nay bán thì dễ, ta đẹp thì mà khái ra ăn ấy. Dạ, vâng. Nhưng mà nó thích. Bye.
đây uống đi. Thank you.
Đây đây ngày mai nó mọc đây cây mà đây đây có quả chín mà nó xanh này. Thank you.
còn me. Mua tao đi này. Mua tao gì mà mới đông mua thôi. Không biết cháu ơi. Không ạ. Mày bắt lấy một cân này để ăn nóng như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em thấy nó bé em bỏ lại. Thế thấy nó bé quá thì em bỏ lại. Đây có đắt không? Đắt gì? Đấy, trước còn mười mấy cơ, bây giờ không được nữa rồi. Sai thì treo xuống đầu dưới. Dạ. Treo được.
một cân. Thank you.
Thank you.